Với cụm camera lồi lên giống iPhone 11 Pro, sau khi hé lộ thông tin về phiên bản iPad 2019 tại sự kiện ra mắt vừa qua, có vẻ như Apple đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt thêm một mẫu iPad Pro mới với cụm 3 camera lấy cảm hứng từ chiếc iPhone 11 Pro. Ngay lập tức, nhiều ý kiến trái chiều đã được cộng đồng mạng đưa ra, trong đó phần đông chê thiết kế này quá xấu, khiến máy trở nên thô cứng và không phù hợp iPad Pro. Một số người lại nghi ngờ tính xác thực của hình ảnh cho rằng đây có thể chỉ là một trò đùa của những kẻ muốn trêu chọc iPhone 11 Pro. Trên thực tế, tin đồn về thiết bị này đã bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2019, và mới đây hình ảnh được cho là mô hình hay có thể là bản thử nghiệm của iPad Pro đã bắt đầu dò dỉ và được chia sẻ trên Internet. iPad mới sẽ có mặt lưng khá giống với thế hệ tiền nhiệm, được làm phẳng cùng bốn góc được bo tròn. Góc bên trái sẽ là vị trí của cụm ba camera chính, đèn flash LED, chính giữa là logo Apple cùng dòng chữ iPad. Theo Bloomberg, Apple sẽ ra mắt hai mẫu gồm iPad Pro 11 inch và iPad Pro 12.9 inch, được nâng cấp với cụm ba camera tương tự như các iPhone 11 Pro. Dấu camera thực tế không đóng vai trò quá quan trọng với người dùng iPad. Trong khi đó, thời điểm ra mắt của hai mẫu iPad này vẫn chưa được tiết lộ.